Xin chào quý khách hàng, tôi đến từ công ty cổ phần giải pháp Digitech. Đây là loạt video hướng dẫn sử dụng phần mềm TAT ERP 2014. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn sử dụng chức năng tổng hợp xử lý dữ liệu, sau đó xuất ra một vài báo cáo thông dụng. Trước khi xuất ra các báo cáo, ta cần xử lý dữ liệu. Để xử lý ta làm như sau. Nhấn vào tổng hợp dữ liệu ngay trên thanh tác vụ, hoặc lựa chọn quản lý, tổng hợp dữ liệu. Phím tắt là F9, Đầu tiên, ta lựa chọn bộ phận, hoặc nhân viên, hoặc là toàn công ty. Ví dụ ở đây chọn bộ phận kinh doanh. Sau đó chọn ngày tháng, từ ngày mùng 1 chẳng hạn, đến ngày 18. Nếu tích chọn là chỉnh ngày tháng theo kỳ, thì hệ thống sẽ tự động lấy ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng. Nếu tích chọn cố định thời gian, tức là thời gian ở đây sẽ độc lập với thời gian ở cây nhân sự. Sau khi chọn thời gian xong, ta nhấn loát dữ liệu. Dữ liệu đã loát ở dưới bảng chi tiết chấm công. Sau khi loát xong, chọn xử lý dữ liệu. Hệ thống thông báo là tính giờ thành công. Như vậy việc xử lý dữ liệu đã hoàn tất. Bây giờ ta có thể kết xuất ra báo cáo. Lựa chọn báo cáo cần kết xuất. Ở đây tôi sẽ giới thiệu một vài báo cáo cơ bản. Đầu tiên là bảng công chi tiết chọn lưu vào với là bảng công 01 đây chính là file Excel vừa được uh, phần mềm xuất ra các nhân viên ta kéo xuống sẽ thấy được thông tin ví dụ với nhân viên hồ mộng điệp tôi sẽ giới thiệu một vài trường thông tin cơ bản như là công làm ở đây là 22,44 số lần trễ không có lần nào cả số lần đến sớm là 16 lần. Số giờ trễ là 0 giờ và số giờ sớm là 4,5 giờ. Ngoài ra chi tiết về chấm công sẽ hiển thị ở phần phía dưới. Các phần được đánh dấu thăng tức là chúng ta cần kéo rộng ra để nhìn thấy số liệu với báo cáo thứ hai là báo cáo quẹt thẻ vào ra file được xuất ra ở đây có ngày tháng mã nhân viên họ tên chức vụ tên bộ phận giờ vào giờ ra mẫu báo cáo hiển thị như hình các bạn nhìn thấy tiếp tục với báo cáo đi muộn về sớm tương tự như trên. Hệ thống hiển ra tên nhân viên, ngày tháng, ca làm việc, thời gian đến, thời gian về và thời gian đi muộn, thời gian về sớm. Báo cáo vắng mặt. Hiển thị báo cáo vắng mặt từ ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Các ngày 19, 29, 30 nhân viên Hồ Mộng Điệp tương tự các nhân viên khác cũng thế. Báo cáo làm thêm số 5. Chúng ta có thể zoom to lên. Chi tiết làm thêm của nhân viên từ ngày mùng 1 đến ngày 30 trong tháng 4 năm 2013. Bảng chấm công tháng bảng chi tiết công hiện ra ở đây ta chọn bộ phận ngày tháng sau đó loát dữ liệu sau khi loát xong ta lựa chọn tính công hệ thống thông báo là tính công thành công bảng công chi tiết từ ngày mùng 1 cho đến ngày cuối tháng một vài trường thông tin thêm như là công ngày làm thêm ban ngày làm thêm đêm số lần về sớm và cuối cùng là tổng công tại đây ta có thể xuất ra file excel bảng công đã được xuất ra file excel thành công ta có thể xuất ra các báo cáo khác ở mục 7 danh mục các báo cáo lựa chọn báo cáo cần xuất ra ví dụ ở đây chọn báo cáo vắng mặt chọn lại thời gian ví dụ từ ngày bùng 1 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 sau đó nhấn thực hiện báo cáo vắng mặt từ ngày 1 tháng 2 đến 25 tháng 2 chi tiết như sau ta có thể in trực tiếp hoặc lưu lại với file Excel. Như vậy, tôi đã vừa hoàn thành khâu cuối cùng trong việc hướng dẫn sử dụng phần mềm TAT ERP 2014. Xin chào và hẹn gặp lại!